Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay AK Shop gửi các bạn video review về dòng xe Click 125 hoặc là Vario 180 đời từ 2017 trở về trước. Ở video này, phần xe này, phần đèn trước sẽ được nâng cấp sáng mạnh phần đờ mi. Phần đờ mi là hai sọc đèn như thế này so với zin, và nâng cấp luôn cả đèn chiếu sáng cốt pha, và tích hợp thêm bộ vaccine 3 giây dùng để tắt mở đèn chiếu sáng. Vì đây là dòng xe nhập khẩu nên bản thân sẽ không có công tắc đèn ở vị trí này. Các bạn chỉ cần mở khóa xe là phần đèn chiếu sáng của các bạn sẽ sáng luôn. Thì phần làm công tắc đèn sẽ có hai phương án, các bạn muốn đục thêm công tắc thì sẽ nằm ngay vị trí này, như đó với trường hợp các bạn chịu khoét nhựa của xe. Còn ở phương án này là mình sử dụng công tắc cốt pha của thắt, tích hợp thêm chức năng vaccine là công tắc bên tay trái mình đang chỉ này, và kèm theo một mạch vaccine 3 giây. Vaccine 3 giây là như thế nào? Là khi các bạn muốn mở đèn, các bạn chỉ việc đè chức năng vaccine khoảng 3 giây. Lúc này các bạn mở đèn chiếu sáng ở chế độ code. Các bạn muốn mở pha thì mở lên bình thường, hoặc là các bạn vaccine đã đèn vẫn vaccine bình thường. Còn khi chưa mở đèn, các bạn vẫn vaccine được nhưng không mở được code pha. Còn khi đèn đã sáng, các bạn muốn tắt đèn thì các bạn chỉ việc thao tác đè nút vaccine ở vị trí vaccine 3 giây tiếp nữa, thì lúc đó các bạn sẽ tắt đèn code pha chiếu sáng. Rồi phần đó trong mấy lúc nữa mình sẽ nói cụ thể cho bạn sử dụng. Như trên video này mình vừa nói là phần đờ mi zin của xe. Đây là sọc đờ mi zin đặc trưng của dòng xe Click với Vario đời từ 2017 trở về trước. Thì phần đèn zin các bạn lưu ý là chỉ sáng ở phía dưới này thôi, ở giữa trung tâm của chiếc đèn, bởi vì bản thân nó chỉ sử dụng hai bóng led đặt ngay trung tâm ở giữa, nó dẫn sáng qua hai bên. Như thế sẽ có tình trạng là ở phần trên này nó sẽ không sáng mạnh như ở dưới, sẽ không sáng đều. Nó chỉ sáng mạnh ở phía dưới này, còn trên này nó sáng rất là yếu. Thì mình sẽ có phương án là tăng sáng phần đờ mi và sáng đều từ trên xuống dưới và sáng liền nét. Như trên video bạn thấy lúc này phần đờ mi rất là sáng rực luôn, từ trên xuống dưới liền một cường độ sáng. Mình sẽ can thiệp vào bên trong, mình ngắt đi cái phần đèn led zin của xe, sẽ làm cho cái phần đờ mi này sáng mạnh bằng thao tác là làm led bên trong và có thêm tấm dẫn sáng cho nó đều và sáng mạnh. Các bạn lưu ý là một số sản phẩm khác thì mình được biết trên thị trường là người ta chỉ can thiệp cho bạn phần led thôi, sử dụng lại cái miếng nhựa zin của xe. Còn bên mình sẽ can thiệp cả led và thêm một tấm dẫn sáng giúp cho ánh sáng sẽ đều hơn trên cái sọc đờ mi này, và đều từ trên xuống dưới luôn, và cường độ chiếu sáng nó cũng sẽ mạnh đều nhau như bạn đã thấy trên video. Đây là điểm khác biệt sản phẩm của mình so với một số sản phẩm khác mình đã tìm hiểu. Và đây được gọi là tăng sáng phần đèn đờ mi. Riêng phần đờ mi này sẽ có nhiều option, các bạn muốn làm tăng sáng kết hợp với xi nhan đổi màu chạy, hoặc các bạn nâng cấp lên Audi A9. Thì riêng mỗi option đó mình có làm rất nhiều video để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tham khảo tại YouTube với kênh là AK Shop, hoặc là các bạn tham khảo tại Facebook AK Shop vào một video để tham khảo phần đó. Cái đó mình sẽ nói phần đèn chiếu sáng. Phần đèn chiếu sáng với nguyên bản là đèn led luôn, có pha đầy đủ bằng led, nhưng mà cường độ chiếu sáng không thể nào mà đủ mạnh để các bạn di chuyển được an toàn. Thì với dòng xe nguyên bản như là Click Vario nè, Winner NVX, dòng xe AB 2017-2018, Passat 2017-2018, dòng xe Raider FE, Sonic FE, nói chung tất cả những dòng xe đèn pha bằng led giống như là Future 2018 đời mới này, và sắp tới đây sẽ là dòng Exciter 150 đời 2019. Đời từ 27 xin lỗi, đời từ 2018 trở về trước vẫn là halogen, còn Exciter đời mới 2019 trở đi sẽ đè đèn pha led, và sẽ có phương pháp đó là tăng sáng mạnh đèn chiếu sáng của xe. Phần tăng sáng thì mình sẽ tháo bo zin ra. Đây là hình ảnh bo đèn zin nó được tháo rồi. Kết cấu bên trong chiếc đèn mình sẽ không phá đi. Sau này các bạn muốn trả về zin vẫn được, mình sẽ tiến hành lắp đặt cái bo zin này lại. Khi bạn chọn làm tăng sáng, bo zin tháo rồi, luôn luôn trả về cho các bạn giữ, chứ mình không giữ. Cái là tài sản của các bạn thì mình sẽ trả về cho các bạn thôi, chứ mình không lấy lại. Mình lắp đặt vào bo tăng sáng vào trong bên trong chiếc đèn. Và đây là phần hình ảnh về bo tăng sáng, các bạn thấy rõ ha. Đó. Và cường độ chiếu sáng sau khi được làm tăng sáng sáng mạnh gấp 4 lần so với đèn zin. Và phần tăng sáng này bảo hành 1 năm cho các bạn yên tâm sử dụng.
Tất cả mọi dòng xe đều có phương pháp tăng sáng đối với dòng xe là đèn pha zin LED. Còn đèn zin chiếu sáng là bóng sợi tóc, bóng halogen á, bóng mắt bốn ba chân thì sẽ có giải pháp là thay bóng LED chiếu sáng. Các bạn nên phân biệt được rõ ràng hai điều đó. Đèn zin là LED thì giải pháp là tăng sáng, còn đèn zin là bóng sợi tóc thì mình thay thế luôn cái bóng zin sợi tóc sang bóng LED chiếu sáng. Bo zin sẽ được trả về. Và kết cấu bên trong chó đèn khi các bạn làm tăng sáng mình sẽ không phá đi. Nên các bạn sau này các bạn muốn đổi xe, các bạn muốn trả về zin vẫn được, các bạn liên hệ bên mình để làm phần tăng sáng. Rồi bây giờ mình sẽ nói về bộ vaccine 3 giây. Như mình đã nói, đây là giải pháp dùng để làm tắt đèn chiếu sáng. Nhưng mà các bạn không muốn đục nhựa xe, các bạn muốn đục nhựa xe thì mình sẽ khoét nhựa ở vị trí này, mình để một công tắc đèn giống như dòng xe Vision AB, đó là mình làm cái công tắc đèn. Còn đây là mình sử dụng vaccine SH kết hợp thêm mạch tắt mở đèn 3 giây, kia là vaccine SH 3 giây dành cho dòng xe Click Vigo. Bây giờ ban ngày các bạn chưa mở đèn gì hết, các bạn vẫn vaccine được, các bạn hãy gõ ha. Ta đèn pha trên đồng hồ báo nè. Bây giờ mình sẽ đứng ngoài trước cho bạn dễ thấy. Bây giờ lúc này là bạn để ý là ngăn đèn chiếu sáng của xe là kết pha, chưa sáng bất kỳ ngăn nào. Đây là ở trạng thái tắt đèn ban ngày. Các bạn muốn vaccine, thấy chưa? Vẫn vaccine được, sáng đầy đủ 4 ngăn nha. Rồi mình vaccine lại cho anh xem. Đó, đây gọi là vaccine đó đèn. Bây giờ các bạn muốn mở đèn chiếu sáng khi buổi tối thì các bạn đè luôn nút vaccine khoảng 3 giây. Các bạn để ý, các bạn buông tay ra, lúc này các bạn đã mở đèn chiếu sáng ở chế độ code là hai ngăn bên ngoài. Bây giờ các bạn muốn mở pha, các bạn đã đèn công tắc lên pha như bình thường, thấy chưa? Là các bạn mở ngăn giữa, trả về code. Bây giờ các bạn vaccine đó đèn, là các bạn đã ngăn ở giữa, bởi vì đèn code mình đang sáng thì các bạn mở vaccine tất nhiên chỉ có đá đèn được ngăn pha thôi. Còn nếu mà các bạn đang mở pha thì sao? Mở pha trước nè, rồi các bạn vaccine, các bạn vẫn vaccine được đúng không? Nhưng mà sau khi buông vaccine ra là tự động đèn phải trả về code, bởi vì đó là cơ cấu của cái nút có thắt rồi. Đang ở chế độ pha, nhấn vaccine bắt buộc buông ra trả về code nha. Đó là cơ cấu của nút có thắt rồi, pha sẽ trả về code rồi mới xuống vaccine. Rồi bây giờ các bạn muốn tắt đèn đi thì thao tác như thế nào? Các bạn vẫn giữ nút vaccine tiếp khoảng 3 giây. Rồi các bạn buông tay ra là lúc này các bạn đã tắt đèn chiếu sáng của xe, chỉ còn lại ngăn đèn đờ mi này thôi. Đờ mi thì mình sẽ để luôn, mình không ngắt, để luôn vì sao? Thứ nhất nó đẹp mắt. Cái sọc đờ mi này đặc trưng của dòng Click với Vigo thôi mới có, chứ xe khác nó đâu có được cái sọc đờ mi giống vậy đâu các bạn. Mà mình vẫn giữ lại cho đẹp, mình chỉ ngắt là ngắt cái đèn chiếu sáng của xe để tiện cho các bạn di chuyển trong hẻm đâu, hoặc là ban ngày nó sáng luôn thì nhiều người không thích điều đó. Hoặc là vô hẻm mà nó sáng luôn thì nhiều lúc nó bất tiện, nên đa số những xe nhập khẩu về thị trường anh em hay làm tắt phần đèn chiếu sáng, tiện cho các bạn về di chuyển thôi. Còn đờ mi các bạn cứ để đó, thứ nhất là đẹp mắt, thứ hai là giúp xả bớt điện trên bình ắc quy, nên phần đờ mi ít khi anh em nào người ta tắt. Rồi mình xin nói lại cơ cấu của phần vaccine 3 giây nút có thắt trên dòng xe Click Vigo. Ban ngày khi chưa mở đèn, muốn đá đèn đơn giản cứ như mọi khi nhấn xuống như thế này là các bạn đã vaccine đá đèn ha. Rồi các bạn muốn mở đèn chiếu sáng ở khi buổi tối di chuyển, các bạn chỉ việc đè luôn nút vaccine này 3 giây nè, để ý nha. Rồi các bạn buông tay ra, lúc này các bạn đã mở đèn ở chế độ code. Các bạn muốn mở pha đúng không? Nhấn lên là mở pha bình thường thôi, cái đó không có bình khác lạ gì hết. Đang ở chế độ code vaccine vẫn bình thường luôn. Đây là nút có thắt. Còn muốn tắt đèn, các bạn giữ nút vaccine khoảng 3 giây, các bạn buông tay ra, tự động đèn chiếu sáng sẽ tắt đi. Mình sẽ thao tác phần đó cho bạn xem. Là đè giữ nè, buông tay ra, lúc này tắt đèn chiếu sáng. Các bạn rõ ràng thì đó ha. Rồi các bạn muốn tham khảo thêm nhiều video khác hoặc là nhiều sản phẩm khác trên dòng xe nào, nếu xem YouTube các bạn search từ khóa bao gồm tên dòng xe, tên sản phẩm các bạn muốn làm cùng với chữ AKShop phía sau để ra trực tiếp những video bên mình. Nếu đang xem trên Facebook thì các bạn vào một video để tham khảo. Sau khi tham khảo các bạn cầm điện thoại lên gọi vào hai số điện thoại trên video. Các bạn đừng tiếc một cuộc gọi điện thoại nha.
tiền cước bây giờ nó rẻ lắm rồi. Nhiều khi các bạn comment rồi các bạn gửi tin nhắn, lượng tin nhắn và comment nó nhiều, nhiều khi mình sót mình trả lời không kịp. Các bạn cần gấp báo giá, các bạn chỉ việc cầm điện thoại mình lên gọi tới hai số trên video. Khi gọi tới, các bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin, tên dòng xe, tên sản phẩm các bạn muốn làm để mình báo giá liền lúc đó. Chứ nhiều bạn gọi tới, shop ơi làm giống như video shop lên mạng bao nhiêu tiền. Đâu phải mình núp cho một video đâu các bạn. Hiện nay đã là mấy trăm cái video rồi. Mình biết các bạn coi video nào mà báo giá. Hoặc là các bạn hỏi, shop ơi làm giống như video xe màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu vàng gì đó. Mình đâu biết các bạn đang xe hội làm cho xe gì và biết làm gì đâu mà báo giá. Và đừng hỏi, shop ơi up video ngày mấy tháng mấy đó là giữa bao nhiêu tiền. Shop xin không trả lời những câu hỏi chung chung như vậy. Mình cần tên sản phẩm và tên dòng xe các bạn muốn làm, càng chi tiết mình sẽ báo giá liền lúc đó. Còn các bạn nói chung chung, mình xin các bạn gửi tin nhắn hoặc comment thì đương nhiên mình sẽ trả lời sau đó, chứ không thể nào trả lời liền lúc đó. Đó là phần tư vấn báo giá cho các bạn. Chứ đã nhiều bạn comment trên đó bao nhiêu tiền mình sẽ không trả lời kịp. Nhất là bên YouTube mình không quản lý sẻ phần tin nhắn bên YouTube. Các bạn cứ cầm điện thoại của mình lên và giải quyết mọi vấn đề. Như mình đã nói, dòng xe Click Viral này rất nhiều sản phẩm rồi, cả trước và sau. Tăng sáng đèn chính, tăng sáng đờ mi, kết hợp xi nhan đổi màu chạy, hoặc là Audi A9. Phần đèn sau cũng có luôn. Và lắp ổ khóa Smart Key. Ổ khóa Smart Key là ổ khóa dặn trên dòng xe thắt cho lên dòng xe Click Viral này. Mình cũng đã làm rất nhiều video để các bạn tham khảo. Các bạn cứ việc tham khảo, chọn sản phẩm mình yêu thích và cầm điện thoại mình lên gọi tới. Đây, vừa rồi là video mình giới thiệu với các bạn dòng xe Click Viral đời từ 2017 trở về trước, với phần đèn chính nâng cấp đèn chiếu sáng có pha sáng mạnh gấp 4 lần so với zin. Còn phần đờ mi cũng được làm tăng sáng mạnh so với zin và sáng liền nét từ trên xuống dưới, sáng đều luôn, sáng mạnh so với đèn zin này. Đối với anh em ở xa, các bạn muốn làm tăng sáng hoặc làm sáng mạnh phần đờ mi, các bạn tháo nguyên cụm chó đèn gửi lên cũng được. Mình sẽ can thiệp làm theo cầu của các bạn và gửi về. Khi gửi về các bạn sẽ liên hệ shop. Phần nào sẽ có đấu nối thêm mình sẽ hướng dẫn phần đấu nối. Còn phần tăng sáng đèn chính hoặc là tăng sáng đèn đờ mi không cần phải đấu nối gì thêm, mình sẽ làm đầy đủ và về chỉ việc ghim vào và sử dụng mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Video được thực hiện bởi AK Shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Hứa hẹn thêm nhiều sản phẩm khác nhau để các bạn chọn lựa nâng cấp với chiến mã của mình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn. Và xin chào tạm biệt.